Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bún nước tương để mình ăn sáng nha. Ở đây mình sẽ có một phần bún. Các bạn đã biết cách làm bún của mình chưa? Các bạn chưa biết thì hãy truy cập lại video cũ mình đã hướng dẫn các bạn làm bún nha. Đây là buổi sáng nên mình sẽ làm món bún tại nhà, mình không có ra chợ. Đây là bún ở nhà của mình và rau sống mình đã chuẩn bị để tối đêm qua. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm món nước tương nha. Ở đây mình có ớt và tỏi, mình sẽ giã ớt và tỏi để pha nước tương nha các bạn. Khi các bạn giã ớt và tỏi, các bạn nhớ bỏ một tí xíu đường vô, dù gì mình còn phải nêm đường trong đó, nên các bạn nhớ mình sẽ bỏ đường và ớt và tỏi để khi mình giã nó không có dăng lên, không có dăng mà dễ giã hơn. Bún tương của mình rất là đơn giản này. Nhà hết đường rồi, mình bỏ 1 muỗng rưỡi đường vào. Cái này tầm 2 muỗng cà phê đường nha các bạn. Và 1 xíu bột ngọt. Mình sẽ giã nhuyễn này đi. Ở đây mình đã giã tỏi và ớt nhuyễn rồi, bây giờ mình sẽ pha nước tương nha. Tim các bạn sẽ bỏ 2 muỗng canh nước tương, nhiều nước tương xíu để nó mình chan mà. Hai người mình sẽ làm 2 muỗng canh nước tương, đấm đều lên để cho nó tan đường nha. Nước tương này nó phải sệt sệt thì nó mới ngon. Và 1 ít chanh. Đánh lên nha các bạn, khoáng cho nó đều tan lên, tan nha nó mới ngon. Rồi xong, đây là chén nước tương của mình. Ở đây mình đang nướng 1 phần thịt đây, phần thịt cho cả nhà. Đây, hồi nãy mình nướng mà mình quên có quay, bây giờ mình sẽ lật lại nè. Hồi nãy mình nướng mướn thịt trong vòng 16 phút thì mướn thịt nó cũng gần khô rồi, nó gần chín rồi. Bây giờ mình sẽ nướng thêm cho nó xe lại. Giảm nhiệt độ đi nha các bạn. Các bạn mà để nguyên nhiệt độ đó là nó sẽ khô miếng thịt lắm. 5 phút nữa thôi là nó sẽ chín. Rồi, trong khi chờ đợt và thịt chín á, thì mình sẽ chuẩn bị phần rau và bún để mình ăn. Nó mình có cải xà lách. Nhiều nhiều rau vô ăn nó rất ngon.
xong. Ngon lắm. Rồi khi nào thịt chín thì mình mới tiếp. Trong lúc chờ đợi thịt nó đang nấu thì mình sẽ làm luôn cho con gái mình một món, đó là món bún tôm luôn nha các bạn. Tại vì con gái nó còn nhỏ nên mình không cho nó ăn bún với rau sống được. Bây giờ mình sẽ bóc tôm. Tôm này mình được cho nên nó đã không còn ngon như trước nữa, để lâu quá trong tủ lạnh đó nên nó nhìn nó không có được đẹp mắt nha, nó hiu hiu một tí. Mình lấy chỉ tôm nha nha. Rồi sau đó mình sẽ bọc. Ở đây mình đã bắt sẵn một nồi nước, bây giờ mình sẽ nêm nước nha. Ơi da mẹ dậy rồi. Vậy đi ra tiểu đi con nha. Nước sôi mình sẽ bỏ tôm vào. Mình có hành phi sẵn, mình sẽ bỏ vào cho nó thơm, nó không bị hôi, không bị tanh. Rồi thả bún vô. Vậy là ta có một bún cho chén bún cơm cho con gái rồi. Cắt hết một cái rau thơm vào, cắt vào cho thơm này chứ nít nó cũng không ăn được, nên mình cắt to nó thành dễ, mình dễ lựa được ra. Xong rồi nhé, món bún tôm của mình đã chín rồi. Bây giờ mình đợi nó sôi lên tí xíu đi nha các bạn. Rồi trong lúc đó thì thịt của mình ở đây nó cũng đã chín rồi, ngon lắm luôn. Bây giờ mình sẽ lấy thịt ra. Nhìn ngon chưa? Anh ơi, dạng sáng đi nè. Ngon. Hai đứa ăn nhiêu đây là nó. Bún tôm mình đã sôi rồi, bây giờ mình vớt mặt bỏ thôi. Vậy là ngon rồi. Xin chào các bạn nha. Khi nào mình ăn thì mình sẽ bỏ nước tương vào. Bye bye.